từ những cống hiến trong đại dịch. Tắm rửa, tắm có thể tắm khô, tắm ướt tùy bệnh nhân, tùy tình trạng sức khỏe của họ. Trước giờ tôi chưa bao giờ mà trải qua cái việc đó. Đây là lần đầu tiên làm. Mình biết rằng nó nguy hiểm, biết là có thể mình lúc nào đó mình sẽ gặp vấn đề là mình sẽ bệnh. Nhưng mà mình nghĩ là sống như vậy cũng phải nửa cuộc đời rồi, cũng chưa có làm gì được nhiều cho đời hết. Thì cái lúc này, cái lúc mà mình cần phải giúp đỡ bà con nhất, mình cần phải đứng lên. Dạ alo, alo. Con kiểm soát nhiễm khuẩn đúng không ạ? Dạ dạ đúng rồi ạ. Dạ, chú ơi, con bên phòng hồi sức cấp cứu nè chú. Vừa mới có một ca tử vong á, xử lý nhiễm khuẩn giúp con nha chú. Rồi rồi, ok ok, chúng tôi lên liền. Từ những nỗi đau không thể nào quên, cảm giác là khá là hụt hẫng và buồn. Tại vì giống như mình đã cố gắng làm rất là nhiều thứ rồi mà cũng không thể nào cứu nổi cái bệnh nhân đó. Ước mơ về gặp mẹ của cô ấy cũng chưa trọn vẹn. Trong đại dịch, rất nhiều người con đã mất mẹ, rất nhiều gia đình đã mất cha. Đó là nỗi đau không chỉ của riêng ai. Từ những nghị lực không gục ngã, thời gian sau thì cả ba mẹ, em trai, em dâu đều nhiễm bệnh. Dù rất muốn đến chăm sóc mẹ nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt ở đây như tâm nguyện mà mẹ tôi đã dặn ngày tôi quyết định ở lại hỗ trợ bệnh viện. Bản thân anh là người rất là thích chia sẻ với mọi người nhiều thứ. Ngay cả ảnh chưa có điều kiện, ảnh vẫn có thể chia sẻ được với mọi người bằng hết tất cả những cái gì mà ảnh có. Bản tính của ảnh như vậy là ảnh sẽ như vậy. Em luôn ủng hộ ảnh. Cất cao thành tiếng hát, lan tỏa yêu thương. Đó là những cái tấm lòng vàng mà chúng ta cần phải tôn vinh. Và ngoài cái tấm lòng đó, họ còn hát rất hay. Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Quý lên chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Hát cho ngày mai. Hát cho ngày mai, một chương trình truyền hình kết hợp yếu tố nhân văn và giải trí, tri ân những lực lượng tuyến đầu, những cá nhân, nhóm cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện đã có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ người dân, xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Bệnh nhân lúc đó là thở qua cái lỗ mở khí quản ở đây thì bệnh nhân không nói được. Bệnh nhân chỉ thều thào là cảm ơn, cảm ơn. Chỉ vậy thôi, nhưng mà hôm nay bệnh nhân nó rành rột từng câu. Cảm giác nó hạnh phúc một cách kinh khủng. Tôi và những người bạn tôi vác cái bình oxy mấy chục cân như thế, lao qua cái hàng rào để chụp kịp cái mặt nạ vô cho một người thở. Và khi thở được cái bình oxy đó, họ bắt đầu sự sống trở lại. Khi mà mình đi chống dịch đó thì mình đâu có biết mình có thai, trong khi là bệnh nhân là cần mình chăm sóc. Thôi em cũng ráng, em nói thôi để em giấu, không có nói với chồng em, để chồng em biết là mất công chồng em lôi em về, cho nên em im luôn. Lòng cứu mang và sự tự tế của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho bệnh viện Trung Huệ chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ để cho thành phố Hồ Chí Minh trở lại ngày hôm nay, trở lại thấy nó rực rỡ và tươi sáng như ngày hôm nay. Trải qua 24 tập phát sóng với hơn 63 câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ. Mình là Đặng Minh Hiệu, mình hiện đang là bác sĩ khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Vũ Thị Trinh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nam và hiện tại em đang công tác và làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Dạ, em tên Chu Văn Huân, em có bếp không đồng ở quận Gò Vấp. Dạ, em tên là Nguyễn Nhật Chiến, là giáo viên đến từ trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú. Em tên là Phùng Trung Hiếu, sinh năm 1986. Em đến từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, công an quận 5. Dạ, em thì làm tổ phó tổ dân phố 39, phường 5, quận Phú Nhuận, dạ. Làm được 3 năm nay. Wow! 40 triệu đồng thưa quý vị!
Lục nhân 3. Nhân 2 là 80 triệu dành cho Nguyễn Thị Thu. Với tổng số tiền thưởng hơn 2 tỷ đồng. Em gửi vào phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Em làm tiền thưởng Tết cho 14 nhà của làng SOS ở Việt Nam. Xin được trao lại cho dự án, trao oxy, trao sự sống. Em sẽ quyên góp số tiền này cho các trại trẻ mồ côi. Rất nhiều những nhân vật tham gia trong chương trình đã dùng tiền thưởng để sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn, những hoạt động thiện nguyện. Với số tiền này em sẽ làm gì? Em muốn làm lại cái máy tôm cho mẹ em. Để đó tôi lo. Bên cạnh đó, tập đoàn Hoa Sen đã đồng hành cùng MC Quyền Linh trong nhiều hoạt động hỗ trợ các nhân vật tham gia trong chương trình để họ có thể thay đổi cuộc sống, thực hiện những ước mơ riêng. Chương trình Hát Cho Ngày Mai đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình, tạo được hiệu ứng xã hội tốt với hơn 1.000 bài báo viết về chương trình, gần 20 triệu lượt xem trên YouTube, hàng ngàn bình luận từ các khán giả. Chương trình Hát Cho Ngày Mai đã, đang và sẽ tiếp tục truyền đi những thông điệp tích cực trong cuộc sống. Và hành trình ấy vẫn được tiếp nối bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, ấm áp tình người. Những giọng hát ấn tượng giúp cho những đau thương mất mát sẽ được xoa dịu và những hạnh phúc sẽ được sẻ chia. Hát Cho Ngày Mai cùng lan tỏa yêu thương. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.